Tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi đối thoại với đoàn viên thanh niên Bộ Ngoại giao. Đến dự buổi đối thoại có đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Sự kiện do Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức với chủ đề Ngoại giao Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự. Đây là cuộc đối thoại giữa các thế hệ cán bộ ngoại giao về sự kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc của ngành, về quan điểm, trọng tâm và cách thức triển khai đổi mới sáng tạo ngành ngoại giao, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hướng tới mục tiêu xây dựng nền ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại. Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng cũng kỳ vọng thanh niên tiếp tục rèn luyện, đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa cho việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Bộ Ngoại giao, nhất là trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và thay đổi từng ngày. Chương trình đối thoại Bộ trưởng với thanh niên ngoại giao năm 2023 là hoạt động sinh hoạt chính trị quan trọng, được Đoàn Thanh niên Bộ tổ chức đúng vào tháng thanh niên nhằm tiếp nối truyền thống tốt đẹp được Bộ Ngoại giao duy trì qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, phát huy vai trò của thế hệ trẻ, hướng tới xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự, góp phần hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.